Hello, xin chào cả nhà nha, đã đến với kênh Long Ngọc Vlog. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình nhé. Lời đầu tiên mình sẽ chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Mà ngày hôm nay mình sẽ làm món lẩu, một nồi lẩu hột vịt lộn nha cả nhà. Có những rau, mồng tơi, quả những năm kim châm nha cả nhà. Rất là ngon. Mình làm nồi lẩu này để ăn cùng gia đình nha cả nhà. Cả nhà thấy video này hay cho mình một like và một lượt đăng ký nha, để có mình còn được có động lực để mình làm clip tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Mình có những nguyên liệu là mình sẽ sử dụng đó 15 trứng hột vịt lộn nha cả nhà. 15 trứng hột vịt lộn và mình chưa luộc đâu nha cả nhà. Nó là sử dụng những gia vị mình cần nếm, đó là rau mồng tơi ha. Mình ăn chung với rau mồng tơi là nó ngon hơn nha cả nhà. Với mình sử dụng là 4 tép tỏi và mấy trái ớt nha cả nhà. Với đây là củ hành và sả với đồ hành nha cả nhà, để mình tao cái nước lèo cho nó thơm nha cả nhà. Cái món này rất là ngon, ăn chung với bún và ăn chung với cơm, ăn chung với bất cứ những mì gói này kia cũng khá là ngon nha cả nhà. Đó, cả nhà nhớ xem SVL cho mình một like và một lượt đăng ký nha, để mình có động lực để mình làm clip tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, đã yêu mến mình. Đây mình sử dụng một cái nồi để mình luộc hột vịt nha cả nhà, mình mở lửa vừa thôi nha. Đây mình luộc bếp ga nhỏ. Mình sẽ sử dụng lượng lửa, cái lượng nước trong nồi thì không hơn phân nửa nồi nha cả nhà. Mình sẽ thả hết số trứng vào đó luôn. Mình sẽ luộc thêm một lần một thôi để cho phần trứng nó chín nha cả nhà. Đó thì mình thì cũng nhà mình cũng gần mấy cái bờ suối nha cả nhà, cùng nghe mấy con này con kia nó kêu, cùng rất là nhớ quê nha cả nhà. Thì thực sự nhớ quê, riêng cụ mong Tết tới nhanh đi để mình về quê thăm ba mẹ này kia nha cả nhà. Đây cả nhà, thì hột vịt lộn của mình cũng đã sôi lên ha. Thì sôi mình nấu được khoảng 3-4 phút rồi đó cả nhà. Thì thường thường hột vịt lộn người ta nắm 5-6 phút thì nó sẽ chín nha cả nhà. Mình nấu tầm 10 phút để nó chín ngon hơn, thì mình đập ra nó dễ hơn nha cả nhà. Chứ mình chín sơ quá mình đập ra thì rất là không có dính hay dính vỏ nha cả nhà. Đây thực sự là mình sẽ gấp ra. Đây. Thì cái khoai trong nước nó bốc lên nữa cả nhà, này làm camera mình mở đi. Mình cả nhà thông cảm cho mình nha. Thì mình lấy ra chút xíu nữa mình sẽ đập ra tô nha cả nhà. Thì mình nấu một nồi lụ hột vịt lộn, mồng tơi, rau, nấm kim châm thì cũng rất là đơn giản thôi cả nhà. Thì cả nhà cứ mình chia sẻ món này lên thì áp dụng để cả nhà thì nấu cho gia đình ăn và bạn bè cùng làm ly 2 ly rượu hay là này kia cũng rất là êm luôn nha cả nhà, mồi ra bén lắm. Đó thực sự là đây cũng là phần hột vịt lộn mình cũng đã chín rồi ha. Mình gấp ra mình sẽ dùng một cái nồi, cũng khá là bự nha cả nhà. Mình thì mình nụ có mình nhấu nấu cho gia đình mình ăn hết luôn nha cả nhà. Cũng mình nấu là tới cái nút của cái vai của nồi nè cả nhà. Thì bắt đầu mình sẽ chế dầu vô ha. Chế dầu vô mình sẽ cho phần đồ hành với cái gốc hành á. Đồ hành với gốc hành vô luôn. Với tỏi mình sẽ tạo lên cho nó phần nó cháy, cháy lên ha. Nó tạo cái mùi thơm của nước lẩu á cả nhà. Còn bắt đầu mình sẽ bỏ thêm củ hành với sả vô nữa ha. Mình sẽ tao cùng một lúc luôn để cho những gia vị nó thấm vào nhau, sả này với củ hành và tỏi, để nó tròn vô nhau để nó có một hương vị rất là đặc trưng ha, thơm, nó khử cái mùi hột vịt lộn đi nha cả nhà. Hột vịt lộn thực sự mình không có tao mấy cái này, thực sự nó nghe rất là mùi tanh ha cả nhà ha. Thì mình có những nguyên liệu mình tao cái này rồi, thực sự là nó không khử cái mùi tanh hột vịt lộn đi ha, rất là ngon. Thực sự mình chê nước vô nha cả nhà. Đó mình chê nước vô tầm là tới phần cái nút quay nha cả nhà. Đây đó, chút xíu nữa tới phần nút quay rồi. Đó mình nấu hơn nửa nồi ha, để cả nhà cùng ăn chung với bún. Thì
ăn cái này thì hao nước và hao rau rất là nhiều nha nhà. Thì hột vịt lộn cũng hao mấy đâu, tại vì nước rất ngon á, thì có củ hành và này kia, với trước khi chín mình sẽ bỏ phần tỏi vô và phần phần củ hành vô nữa ha. Hột vịt lộn mình cũng đập ra luôn, mình đập ra thì đập ra sẵn chút xíu, mình sẽ chế biến nước lụ sôi thì mình thả vô nồi lụ nha cả nhà. Đó thì món này cũng rất là đơn giản thôi cả nhà. Thực sự ai coi video này thì làm theo cũng khá là ngon nha. Cái này ăn chung với bún cũng ngon lắm. Đó, phần hột vịt lộn thì mình cũng có đập ra sẵn luôn. Thì có trứng thì nó còn nguyên, có trứng thì cũng nát, nhưng mọi người thông cảm nha. Thì nước lụ cũng đã sôi lên nha cả nhà. Nước lụ cũng đã sôi lên, bắt đầu mình sẽ thả trứng hột vịt lộn vô nha. Đây đó, mình thả trứng hột vịt lộn vô. Đó, mình thả phần hột trứng vịt lộn vô, còn nước mình đập ra cái nước trong hột vịt lộn trong tô á, mình sẽ đổ vô luôn cho cái nước lụ nó ngọt hơn ha, nó đậm đà hơn. Đó cả nhà, này phần phần nước mình sẽ đổ vô luôn nha. Đó. Mình sẽ quậy đều lên cho hột vịt lộn với nước lèo nó thấm vào nhau nha cả nhà. Nó thấm vào trứng rất là ngon. Ha, để sôi một chút xíu nữa mình sẽ nếm đường bột ngọt cho vừa ăn ha, cho vừa ăn. Thực sự là cái nồi lụ rất là bổ luôn nha, bổ cho cơ thể nè, vào rau mồng tơi làm cho mát nè và đi ngoài rất là tốt nha cả nhà. Nó có chất xơ và chất này kia nữa mình cũng hiểu rõ cho mấy nha cả nhà. Đây cả nhà, mình sẽ cho một lượng đường vô. Mình nấu hơn nửa nồi mình sẽ cho là 4 thìa cà phê đường ha. Và một 2 thìa cà phê bột ngọt. Và theo đó là 3 muỗng muối nha cả nhà, để cho mặn mặn để mình ăn chung với bún nha cả nhà. Nhưng mà lạt quá thì nó ngon ha, chấm nước mắm siêu cay là vừa ha cả nhà nha. Đó cả nhà, cũng hoàn thành rồi nha. Đây, đó sôi lên. Sôi lên mình sẽ bỏ phần hồi nãy mình sử dụng gốc hành đúng không? Mình sẽ bỏ bằng phần thân hành vô để mình quậy đều lên cho cái nghe mùi nó đậm đà hơn, nó thơm hơn nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình sẽ cho phần tiêu sọ mình á, tiêu sọ cả nhà. Mình sẽ đập nát đi, mình sẽ rải lên cái phần mặt của nồi canh á, nó thơm gì đâu, thơm phức luôn cả nhà. Thơm mà muốn ăn mấy tô luôn cả nhà. Ngon thiệt. Đây, đó, thực sự là ngon, ngon tuyệt vời luôn nha cả nhà. Ngon không có gì mà sánh bằng luôn nha. Thì cái này rất là bổ nha, hột vịt lộn thì rất là bổ cho máu và cho cơ thể mình đó, ốm yếu đó cả nhà. Đây cả nhà, thì mình mời cả nhà nha. Thì cũng đã chín, mình bưng xuống mời cả nhà ha. Đây mình sẽ múc mời cả nhà đó. Thì thực sự là có rau kim châm này kia thì khá là ngon nha cả nhà. Đây mình múc mời cả nhà cũng ăn một nồi lụ trứng hột vịt lộn, rau mùng tơi ha. Khá là ngon. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp nhà trong clip tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình.